Bạn có thể đã hoàn tất việc tiêm vaccine ngừa COVID, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể bắt đầu ngừng việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, theo lời các bác sĩ. Tất cả các biện pháp an toàn phải được giữ nguyên. Tôi làm việc trong một bệnh viện phục hồi chức năng, nên tôi điều trị cho rất nhiều bệnh nhân từng mắc COVID, những người bị suy giảm chức năng, rất yếu, vẫn dùng máy thở oxy. Cho nên chúng tôi vẫn sẽ tuân thủ việc đeo khẩu trang, vẫn sử dụng khẩu trang N95 khi cần thiết và vẫn thực hiện giãn cách xã hội. Đó là vì các bác sĩ cho biết vẫn chưa rõ liệu những người đã tiêm vaccine vẫn có thể lây truyền virus hay không. Bạn có thể vẫn còn một chút virus trong người, dù không gây hại cho bản thân, nhưng sẽ lây lan nếu bạn ho, hắt hơi hoặc nói chuyện gần gũi với ai đó. Các bác sĩ kêu gọi những người đã được tiêm phòng tiếp tục tuân thủ tất cả các biện pháp an toàn. Chúng tôi muốn tiếp tục tuyên truyền việc đeo khẩu trang trong toàn cộng đồng. Ta không thể để một số người đeo và một số không đeo. Như vậy rắc rối lắm. Đeo khẩu trang nên là việc bình thường trong xã hội trong một thời gian. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi nào bạn có thể cởi bỏ khẩu trang. Các bác sĩ cũng lưu ý rằng vaccine không đảm bảo người ta sẽ không bị nhiễm bệnh và cảnh báo có các biến chủng COVID-19 mới. Có một số bằng chứng cho thấy các vaccine hiện tại có hiệu quả, nhưng cũng có chứng cứ mới đáng quan ngại rằng chúng có thể không hiệu quả đối với biến thể Nam Phi. Các nhà khoa học cũng không rõ vaccine có tác dụng trong bao lâu, nhưng một số hạn chế có thể được nới lỏng. Giả sử bạn muốn đến thăm ông bà hoặc những người khác, nếu cả bạn và họ đều đã được chủng ngừa thì bạn có thể tụ tập với nhau. Nhưng giả sử chỉ họ được tiêm phòng, liệu bạn có thể đến thăm không? Tôi cho rằng được, nhưng vẫn phải cẩn thận đôi chút, phải không? Các bác sĩ vẫn chưa thể nói chắc chắn khi nào thì cuộc sống sẽ trở lại bình thường như trước thời đại dịch. Bây giờ, họ chỉ nhấn mạnh điều quan trọng là phải tiêm chủng càng nhiều người càng tốt. Sức khỏe, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi chạm vào bất cứ thứ gì có nhiều người khác chạm vào như chỗ ngồi trên xe buýt, xoa tay kỹ trong 20 giây. Nếu không thể rửa tay, hãy sử dụng chất khử trùng tay. Các cách làm này có thể ngăn ngừa không chỉ virus corona mà cả cảm cúm và các loại virus khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov.